Ngày 4 tháng 1 năm 2016, tại chân cầu vượt Sóng Thần, phường Bình Triều, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra vụ va chạm giữa xe máy và xe container khiến nam thanh niên nhập viện trong tình trạng hết sức nguy kịch. Theo đó, khoảng 11 giờ xe container mang biển kiểm soát 51R08914 do tài xế chưa rõ danh tính đang lưu thông theo hướng từ cầu Đồng Nai về Bình Dương. Khi xe vừa đổ dốc cầu vượt thì tài xế cho xe cua vào khu công nghiệp Sóng Thần thì bất ngờ bị xe máy mang biển kiểm soát 36B375256 của một thanh niên chưa rõ danh tính chạy cùng chiều phóng nhanh tông vào phần thân xe. Cú tông mạnh khiến bánh trước của xe máy lọt vào gầm xe container và bị đè bẹp. Nam thanh niên ngã ra đường bị thương và được người dân gần đó đưa vào bệnh viện cấp cứu. Vụ va chạm khiến giao thông qua khu vực cầu vượt bị ùn ứ. Nhận được tin báo, công an địa phương đã có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.